trồng American ginseng ở Canada. Bây giờ là tháng 10 và cũng là lúc mà harvest American ginseng. American ginseng vào tháng 4 thì mầm chồi mọc lên và mọc cho suốt mùa hè cho đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì tất cả những cành lá đều rụi hết và đó là lúc mà nhổ củ lên để mà thu hoạch. Thường thì American ginseng trồng ở Canada đến năm thứ năm là có thể thu hoạch để mà bán ra thị trường hoặc là để tiêu thụ. Tại vì củ nhân sâm từ 5 năm trở lên đến 10 năm thì mới có những cái chất mà gọi là những chất thuốc hay là bổ dưỡng trong củ. Chứ còn trước đó 2-3 năm thì là củ chưa có những cái dược liệu ở trong đó nhiều. Hôm nay thì Thủy sẽ gửi đến quý vị một ngày đi thu hoạch nhân sâm của Mỹ ở Canada. Nhân sâm này chỉ được trồng trong một cái khoảng đất rất nhỏ, khoảng chừng vài acre thôi, chỉ đủ bán ra thị trường cho một cái mà thương nghiệp nhỏ, tại vì coi như là thương nghiệp của gia đình mà thôi, nhưng mà cũng đủ để mà nuôi sống gia đình một gia đình. Thủy sẽ giới thiệu đến quý vị những cái nhân sâm của Hoa Kỳ thì khác với nhân sâm của Hàn Quốc và công dụng đối với sức khỏe thì cũng tương tự với nhau mà thôi. Nhân sâm của Hoa Kỳ thì là một loại thảo mộc, chủ yếu là mọc ở Hoa Kỳ và cũng trồng được ở miền đông của Canada, và nơi chỗ Thủy ở là Ottawa cũng trồng ginseng này được. Mặc dù ginseng của Mỹ thích được trồng ở trong chỗ rậm mát của khu rừng, Thủy cũng có trồng một mớ ở trong khu rừng, nhưng mà nếu mà trồng ở trong khu rừng thì vấn đề mà phân bổi hay là làm cỏ thì rất là khó khăn, cho nên thường những người trồng sâm họ trồng ở phía ngoài đồng đồng trống, nhưng mà họ sẽ che lên ở trên để cho nhân sâm được mát, tại vì nhân sâm không có chịu đựng được những cái ánh nắng mà thẳng đến, nó sẽ bị khô héo đi, cho nên phải che ở trên cho rập một chút. Và Thủy cũng giới thiệu đến quý vị là một cái đồng trồng sâm, và cũng trong cái đồng đó đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 là bắt đầu thu hoạch. Vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 thì quý vị không thấy cây nhân sâm nào hết, tại vì nó rụi lá hết rồi. Nhưng mà Và những hột đó đào nếu lên những thì hột đó sẽ trước có khi củ ở trồng dưới, là cho quý nên vị khi trồng người phải ta thường stratify, là có nghĩa là trồng từng hột khu được thu hoạch một về năm, 2 năm, ba và năm, trộn bốn với năm, cát 5 năm chuồng trở dưới đất lên, ở ngoài cho trời nên khi mà mùa thu hoạch lạnh. năm nay là thu hoạch những nhân sâm đã được trồng từ 5 năm rồi, và sang năm thì sẽ thu hoạch những nhân sâm mà năm nay là 4 năm, và khi mà thu hoạch rồi là những cái nhân sâm sẽ được trồng trở lại cho năm thứ nhất. Những cây nhân sâm đến năm thứ ba là bắt đầu cho hột. Những hột đó trước khi trồng là quý vị phải stratify, có nghĩa là hột được thu hoạch về và trộn với cát chôn dưới đất ở ngoài trời mùa lạnh của Canada khoảng 6 tháng, có nghĩa là qua một mùa đông. Và những hột chiên xanh đã stratify được để chỗ ẩm để mà nảy mầm thì từ lúc thu hoạch hột rồi stratify rồi cho đến lúc nảy mầm thì khoảng 18 tháng, có nghĩa là 1,5 năm đó quý vị. Cho nên chiên xanh nó mắc là ở chỗ đó. Đối với những người trồng nhiều thì họ có sử dụng máy móc để mà đào lên thu hoạch, còn những chỗ trồng ít như chỗ Thủy giới thiệu đây thì máy cày lên, xới lên và nhân công
đi thu gom những cái củ nhân sâm được xới lên, chứ không phải thu gom bằng máy móc. Cho nên rất là vui, đông người thì làm, vừa nói chuyện vừa làm rất là vui dưới trời nắng, không nóng lắm cũng không lạnh lắm. Cho nên mùa thu hoạch nhân sâm rất là thoải mái và vui vẻ. Và khi nhân sâm thu hoạch về thì được rửa cho sạch. Rửa sạch xong rồi, như thế này là đã rửa rất sạch rồi, và sẽ cho vào lò sấy để sấy khô. Và trước khi mà sấy khô thì quý vị có thể để nguyên củ như thế này, hoặc là quý vị sắc mỏng lát ra. Và giá cả cũng tùy thuộc vào những củ nhân sâm to hoặc nhỏ. Những củ to thường được bán mắc hơn là những củ nhỏ, hay là những cái rễ mà nó rụng ra lụng vụng thì bán rẻ hơn. Mặc dù là trồng một lượt là 5 năm nhưng mà cũng có củ to và củ nhỏ đó quý vị. Thủy xin mời quý vị thưởng thức một vòng nhân sâm từ lúc mọc lên. Thủy không có cái giai đoạn mà stratify hay là ương mầm, nhưng mà những cái luống trồng sâm là nó có phân chia từng năm một, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư và năm thứ năm. Những cái mà năm thứ năm thu hoạch năm nay sẽ được trồng lại với những hộp đã stratify và ra mầm, để nó sẽ bắt đầu cái chu kỳ của năm thứ nhất. Sau đây thì Thủy xin gửi đến quý vị một vài lợi ích sức khỏe của nhân sâm Hoa Kỳ. Phần lớn nhân sâm Hoa Kỳ thu hoạch được xuất khẩu sang Trung Quốc. Ở tại Hoa Kỳ thì việc thu hoạch nhân sâm Hoa Kỳ bắt đầu từ 1700. Ngày nay thì vụ thu hoạch tiếp tục có tầm quan trọng về kinh tế và văn hóa đối với nhiều cộng đồng ở Hoa Kỳ cũng như ở Canada. Nhân sâm Hoa Kỳ đã từ lâu được sử dụng làm thuốc. Ban đầu thì được thu hoạch bởi nhiều bộ lạc và được sử dụng trong các sản phẩm của thuốc ở Á Châu. Nhân sâm Hoa Kỳ và nhân sâm châu Á hơi khác nhau. Nhân sâm Hoa Kỳ có chứa các hóa chất gọi là ginseng, có tác dụng ảnh hưởng đến lượng insulin trong máu và làm giảm lượng đường trong máu, giảm căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch, và như là một chất kích thích. Ở đây Thủy không có phải giới thiệu cho ginseng, nhưng mà Thủy muốn trình bày với quý vị một vài lợi ích của nhân sâm. Nhân sâm Hoa Kỳ cũng được sử dụng cho bệnh nhiễm trùng của đường hô hấp, bệnh tiểu đường và nhiều bệnh khác đó quý vị. Một số nghiên cứu cho thấy 200 đến 400mg mà dùng 2 lần mỗi ngày trong 3-6 tháng trong mùa cúm có thể ngăn ngừa các triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm ở người lớn. Cho nên gia đình Thủy cũng xài sâm Hoa Kỳ này để mà sử dụng cho mùa cảm cúm. Kính mời quý vị theo dõi lịch trình nhân sâm Hoa Kỳ được trồng ở Canada từ đầu xuân cho tới cuối hè